Fortuner 2.4 lít máy dầu số sàn, sản xuất năm 2017, màu xám lông chuột. Rồi hiện xe thì vừa được làm đẹp Maruguri xong ở bên Toyota Tân Cảng Bình Đạt. Xe này hiện tại là biển số thành phố luôn. Xe thì chỉ mới đi được khoảng 54.000 cây số mà thôi. Đặt nhầm xe đi được 75.000 cây số. Nội thất xe thì đã được lên là camera hành trình nè. À, đầu DVD. Đầu DVD. Nguyên bộ ghế da này á, được Toyota Tân Cảng Bình Đạt về á, thì bọc lại một cái bộ ghế da mới, tình trạng là rất là mới, nguyên xe luôn, bọc lại ghế da. Thì xe này cũng đã được trang bị bộ chạy sàn 5D, gót sàn và chạy sàn 5D. Xe Bình Đạt thì cam kết là không đâm rụng, không lọt nước, những cái đường chỉ keo đồ cũng còn nguyên zin. Đạt thì cam kết là máy móc nguyên zin, động cơ là chưa từng tẩy tung. Đây, động cơ máy dầu. Thì khoang động cơ này cũng đã được làm đẹp theo tiêu chuẩn Maruguri bên Đạt rồi. Cabo. Cabo này thì đã có dấu mỡ rồi, thì cabo này chắc đã từng sơn lại. Sơn lại nhưng mà đặc điểm là khi mà sơn nhưng mà keo chỉ là vẫn còn nguyên zin. Rồi, thì xe này nó chỉ có một cái lỗi nhỏ là cái chân đèn bên trước bên phải á, là đã có cái dấu hàng lại rồi. Thì cái nguyên nhân chính á, mà anh chủ xe anh chia sẻ lại với bên Đạt á, là do anh chạy xe mua nhà anh á, thì anh cấn ngay cái xe vị trí này nè, cấn ngay vị trí này, chạy đèn, cấn vào cổng nhà chạy đèn thì nó kéo cái đèn ra dẫn đến là gãy chân đèn này. Nhưng mà cái chân ngay cái vị trí Đạt nó chỉ vào thì nó mới bị nặng thôi, là nó bị ngay cái vị trí này luôn đó. Còn bên này thì chỉ bị nhẹ thôi, nó bị nứt ra thôi. Trong cái trường hợp này á, khi mà xảy ra mà sự cố mà ảnh hưởng đến một cái phụ tùng nào trên xe á, thì nó sẽ có đưa ra hai phương án để cho người chủ người ta xử lý. Một là có thể là sửa chữa lại, hai là thay thế. Đó, thì ví dụ như mà khách hàng người ta sẽ có bảo hiểm đi, ví dụ khách hàng có bảo hiểm thì không phải lúc nào bảo hiểm nó cũng sẽ đền thay mới cho mình đâu. Khi nào mà khi mà xảy ra cái va chạm sự cố á, mà cái phụ tùng này không còn khắc phục được nữa, hoặc là ảnh hưởng trực tiếp đến cái tác dụng của cái phụ tùng á, thì bảo hiểm mới đề xuất phương án thay. Còn lại những cái phương án mà những cái va chạm mà nó chỉ bị xước sát bên ngoài, là chỉ gãy bên ngoài không ảnh hưởng đến chức năng của phụ tùng á, thì đây là cái đèn thì gãy bên này thì nó vẫn chưa bị bể bên trong bên trong cái đèn, hoặc là có thể bị nứt dẫn đến là lọt khí vào bên trong cái đèn, thì bảo hiểm hoặc là đơn vị sửa chữa họ vẫn đưa ra cái phương án gọi là chỉ sửa chữa khắc phục lại thôi. Ở đây là cái phương án là hàn lại cái chân đèn, thì nó chỉ có dấu, nó có dấu vậy thôi, còn đèn vẫn là chưa ảnh hưởng gì hết. Một điều tiếp nữa là cái mặt ca lăng này đã được người chủ cũ người ta sơn lại màu đen nhám rồi, đen nhám rồi. Phía sau cũng vậy. Cái người chủ cũ người ta thích màu đen hay sao, cái xe nó đã màu xám rồi, còn sơn lên cái ốp màu đen nhám nữa. Thật ra cái ốp nguyên bản nó là cái ốp màu bạc. Đây, ví dụ như xe này đây, nó cũng là màu bạc đó, nhưng mà chủ cũ người ta thích mà. Rồi, và xe này hiện tại là đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Đạt chào bán với mức giá là 857 triệu. Thì quý anh chị nào mà có nhu cầu xem xe hoặc là muốn báo giá lăn bánh á, thì xe này á, thì cứ nhắn tin cho Đạt hoặc là gọi vào cái số hotline 0932 192 611. Đạt sẽ gọi điện lại và tư vấn cho quý anh chị.